Sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020, nhằm ngày 14 tháng 4 năm canh tí, tại chùa Ba Đá, trụ sở ban trị sự, số 3 phố nhà thờ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, chư Tăng Ni Phật giáo thủ đô đã trang nghiêm cử hành đại lễ Phật đản phân lịch 2564, dương lịch 2020. Buổi lễ có sự chứng minh của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương, Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Chính, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Thượng tọa Thích Minh Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của chư tôn đức tăng ni trong ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam thành phố hà nội và đại diện phật tử đạo tràng chùa bà đá về phía lãnh đạo chính quyền đến tham dự buổi lễ có bà Ngô Thị Thanh Hằng ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy thành phố hà nội bà Nguyễn Thị Lan Hương ủy viên ban thường vụ thành ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội ông Phạm Tiến Dũng trưởng ban tôn giáo sở nội vụ thành phố hà nội cùng quý vị lãnh đạo trong ban tôn giáo thành phố hà nội quý vị lãnh đạo đại diện cho hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố hà nội quận hoàn kiếm và phường hàng chống đã về tham dự buổi lễ Tại đây, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm chắp tay búp sen cùng kính lắng nghe Hòa thượng trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội tuyên đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2564, dương lịch 2020 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Tiếp đó, Hòa thượng Thích Thanh Chính đã đọc diễn văn Phật đàn của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong bản diễn văn đã có lời tán thán chư tôn đức tăng ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài đã tin tưởng đồng thuận nhiệt tình hướng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh. Trong khói hương quyện tỏa, chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể đại chúng đã trang nghiêm thực hiện nghi thức niêm hương bạch Phật và làm lễ tắm Phật, khép lại buổi lễ thành tựu viên mãn và tràn đầy hỷ lạc mừng ngày Đức Thế Tôn đản sinh.